Thảm họa Olympic 2024, lễ khai mạc Thế vận hội của ma quỷ. Một buổi biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris đã gây ra phản ứng dữ dội trên thế giới, đặc biệt là từ cộng đồng Cơ Đốc giáo. Nhiều khán giả cho biết lễ khai mạc này có đầy đủ các yếu tố của nghi lễ Satan như đầu lâu, họa tiết chết chóc, đặc biệt là màn biểu diễn do các diễn viên đồng tính thực hiện, làm người ta liên tưởng đến bức tranh Bữa tiệc cuối cùng của Leonardo da Vinci, kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu ngồi ăn với các môn đồ của mình trước khi Ngài bị chính quyền La Mã bắt và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng cảnh tượng ở đây lại vô cùng dị hợm. Một làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội đã nhắm vào ban tổ chức chương trình khai mạc Olympic. Rất nhiều người đã gọi buổi biểu diễn là sự xúc phạm. Các doanh nghiệp bắt đầu tuyên bố rút quảng cáo khỏi Thế vận hội Paris 2024. Chưa đầy 2 ngày sau sự kiện, công ty truyền thông và công nghệ C-Spire có trụ sở tại Mississippi, Hoa Kỳ tuyên bố đã rút tất cả quảng cáo khỏi Thế vận hội Paris năm 2024 vì màn trình diễn đáng sợ này. Sự bán bổ thần linh. Lễ khai mạc Olympic 2024 tại Paris đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới với hình ảnh theo chủ đề nam giả trang nữ về các nhân vật tôn giáo và lịch sử. Một khán giả nhận định lễ khai mạc Thế vận hội Paris là bệnh hoạn và chứa đầy những thứ bán bổ. Trong lễ khai mạc Olympic 2024, 18 nghệ sĩ trong trang phục sặc sỡ xếp hàng dài sau một chiếc bàn tham dự bữa tiệc, xung quanh là DJ Barbara Bach. Cách bố trí như vậy khiến nhiều người liên tưởng tới bức tranh miêu tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các tông đồ trước khi bị đóng đinh. Trong cảnh này có một số nghệ sĩ biểu diễn bán khỏa thân, một người phụ nữ ngoại cỡ ở giữa với một phần hào quang trên đầu, một người đàn ông được sơn màu xanh lam và chỉ có dây leo che bộ phận sinh dục, ngồi giữa bàn và được bao quanh bởi hoa. Người xem gọi buổi biểu diễn là điên rồ và những người theo đạo Thiên Chúa đã bình luận trên phương tiện truyền thông xã hội rằng cảnh tượng này chế giễu đức tin của họ. Nhà báo Kyle Becker ở Texas đã viết trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng Thế vận hội Paris 2024 đã trở thành một thế giới phản địa đàng. Lễ khai mạc tràn ngập sự chế giễu của người chuyển giới về bữa tiệc ly, tượng con bò vàng và thậm chí cả con ngựa xám trong sách Khải Huyền. Thế vận hội đã truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng khán giả theo đạo Thiên Chúa không được chào đón. Cầu thủ đá phạt của Kansas City Chiefs Harrison Parker gọi hình ảnh này là điên rồ trên Instagram và trích dẫn một đoạn kinh thánh rằng đừng để bị lừa dối, Chúa không bị chế giễu đâu. Jenner Ellis, cựu luật sư chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Donald Trump, đã chia sẻ với 1 triệu người theo dõi cô trên X rằng trong cảnh này của lễ khai mạc Olympic, bức tranh nổi tiếng Bữa tiệc ly đã được tái hiện. Nhưng Chúa Giêsu đã được thay thế bằng một người phụ nữ béo phì, trong khi những nhân vật đồng tính và chuyển giới miêu tả các tông đồ của người phụ nữ này. Bà Ellis mô tả buổi lễ này có biểu tượng ngoại giáo và ma quỷ rõ ràng. Tỷ phú Elon Musk thì viết điều này cực kỳ thiếu tôn trọng với những người theo đạo Thiên Chúa. Được biết, Elon Musk đã có mặt tại Paris trong lễ khai mạc. Ông khen ngợi màn trình diễn ánh sáng nhưng cực lực phản đối những nội dung biểu diễn được dàn dựng trong sự kiện. Andrew Tate, một cựu vận động viên kickboxing chuyên nghiệp và là nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã tỏ ra tức giận và nói rằng lễ khai mạc Olympic Paris 2024 là ma quỷ. Cựu vận động viên này đã lên tiếng chỉ trích phương Tây vì hành động tôn thờ quỷ dữ. Phát biểu với các nhà tổ chức sau lễ khai mạc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như đã phớt lờ chỉ trích đang lan rộng. Ông ca ngợi công việc tổ chức và nói ông tự hào vì buổi lễ làm nước Pháp bừng sáng. Ông Macron đã đăng một thông điệp tương tự trên tài khoản X của mình và sau đó ông đã nhận được hàng nghìn bình luận của cộng đồng mạng hỏi rằng có cái gì để ông tự hào vậy? Trái ngược với quan điểm của Macron, thành viên Nghị viện châu Âu Marion Maréchal đã nói trên X rằng đây không phải là những thông điệp mà nước Pháp muốn chia sẻ. Bà nói, gửi đến tất cả những người theo đạo Thiên Chúa trên thế giới đang theo dõi lễ khai mạc Olympic Paris năm 2024 và cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động nhại lại bức cảnh bữa tối cuối cùng của những kẻ biểu diễn đồng tính. Hãy biết rằng không phải nước Pháp đang lên tiếng, mà là một nhóm thiểu số cánh tả sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào. Sự suy đồi đạo đức. Buổi lễ khai mạc cũng bao gồm những khoảnh khắc phản cảm khác.
chẳng hạn như một cảnh gợi ý về một cuộc gặp gỡ ân ái tại Thư viện Quốc gia của Pháp. Có cư dân mạng bình luận rằng phân đoạn trên chính là bản làm lại của vở hài kịch tên là The Triumph of Love, được công chiếu lần đầu tại nhà hát Ý ở Paris vào ngày 12 tháng 3 năm 1732. Câu chuyện kể về một công chúa Sparta cải trang thành đàn ông để theo đuổi một hoàng tử bị phế truất, dẫn đến một mối tình tay ba. Cư dân mạng này cũng cho biết, trên thực tế, video của Olympic đã đưa ra một phân đoạn cận cảnh về tiêu đề của kịch bản, nhưng vì nó bằng tiếng Pháp nên nhiều khán giả không thể đọc được, vì vậy họ không biết nó nói về điều gì. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn lên án về phân đoạn trên vì những hành vi dung tục và lả lướt của các nhân vật. Ngoài ra, hành vi tình tay ba cũng bị chỉ trích và lên án khi nó cổ suý cho việc phóng túng dục vọng, phản truyền thống và bất chấp luân thường đạo lý. Ngoài ra, Thế vận hội Paris lấy cảm hứng từ lịch sử của nước Pháp trong màn trình diễn sân khấu giống như những Thế vận hội trước đó. Tuy nhiên, một trong những phần như vậy cho thấy cảnh Marie Antoinette bị chặt đầu, ôm đầu trong tay và hét lên từ một tòa nhà bên bờ sông Seine trước khi ban nhạc rock heavy metal người Pháp Gojira biểu diễn. Antoinette là hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp trước cách mạng Pháp. Bà là vợ của vua Louis XVI và bị buộc tội ngoại tình. Sau khi nhà vua bị hành quyết vào năm 1793, bà Antoinette đã bị tòa án cách mạng xét xử. Một số nhà sử học tin rằng kết quả của phiên tòa đã được định sẵn và bà đã bị kết án tử hình bằng máy chém. Mặc dù sử dụng hình ảnh của một nhân vật trong lịch sử nước Pháp, nhưng theo cựu vận động viên Andrew Tate, có một lý do đen tối và đáng lo ngại đằng sau phần biểu diễn này. Andrew Tate chỉ rõ những người theo Satan đang kiểm soát phương Tây và họ muốn cho bạn thấy rằng họ đang tôn thờ quỷ dữ. Đây không phải là thuyết âm mưu, họ đang thực sự công khai nó và hẳn là các bạn đã nhìn thấy. Sự đảo ngược có chủ đích. Không chỉ tập trung sử dụng hình thức biểu diễn nghệ thuật phi giới tính, nữ giả trang nam, nam giả trang nữ, đêm khai mạc Olympic Paris năm 2024, người ta còn được chứng kiến rất nhiều sự đảo ngược vì đồng thời xuất hiện cùng nhau, nên đây không đơn giản chỉ là một sự cố sai sót. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một hành động có chủ đích. Mặc dù trời mưa rất to, nhưng người ta cũng kịp nhận ra lá cờ 5 vòng Olympic truyền thống được kéo lên với những vòng tròn bị treo lộn ngược. Lá cờ 5 vòng tượng trưng cho tinh thần Olympic được truyền đi sau 30 phút. Cuối cùng nó đã được bàn giao cho Florian Isser, một hạ sĩ quan của lực lượng hiến binh quốc gia Pháp mặc áo giáp sắt và được gửi đến quảng trường Place du Trocadéro để chuẩn bị treo lên. Tuy nhiên, lá cờ ban đầu là 3 vòng tròn nằm ở phía trên, 2 vòng tròn ở phía dưới, nhưng bằng cách nào đó, nó đã bị đảo ngược lại thành 2 vòng tròn phía trên và 3 vòng tròn phía dưới. Logo Olympic sử dụng biểu tượng 5 vòng tròn đan vào nhau trên nền màu trắng tượng trưng cho sự thống nhất, bình đẳng, đoàn kết giữa các quốc gia. Và sự đảo ngược này cũng khiến các giá trị bị đảo ngược. Tất nhiên, đây không phải là thứ duy nhất bị làm cho đảo ngược. Ủy ban Olympic quốc tế đã phải xin lỗi Hàn Quốc vì một sự cố trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris khi đoàn Hàn Quốc bị giới thiệu thành đoàn Triều Tiên. Trong lúc phái đoàn Hàn Quốc đi thuyền dọc sông Seine ở thủ đô nước Pháp, họ lại được giới thiệu tên chính thức của Triều Tiên là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Ai cũng biết mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tình hình hiện tại cũng đang ở mức căng thẳng đến nỗi chỉ cần một mồi lửa nhỏ là chiến tranh hạt nhân nổ ra và lan rộng. Những tín đồ quen thuộc với Kinh Thánh cũng phát hiện rằng Thế vận hội Paris đã sử dụng hình ảnh Dead Knight, kỵ sĩ chết chóc, cưỡi ngựa trắng xám đến. Đây hoàn toàn không phải là một lời cảnh báo trước mà là tuyên bố rõ ràng. Trong 4 kỵ sĩ xuất hiện trong sách Khải Huyền về ngày tận thế, thì người cưỡi trên con ngựa trắng xám tượng trưng cho sự chết chóc và địa ngục. Chi tiết kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng xám từng được viết trong sách Khải Huyền chương 6 tiết 8 rằng: "Tôi thấy một con ngựa màu xám nhạt, người cưỡi tên là Tử Vong, có âm phủ theo sau. Họ nhận được quyền thống trị 1/4 địa cầu, dùng chiến tranh, đói kém, bệnh tật và thú dữ giết hại loài người." Câu hỏi được đặt ra là vì sao lại cố tình đảo ngược tất cả các giá trị? Giới tính bị đảo ngược, truyền thống bị đảo ngược, sự tốt đẹp bị thay bằng những thứ băng hoại xấu xa.
những sự kiện tầm cỡ thế giới như lễ khai mạc Thế vận hội đều luôn mang theo mình những thông điệp, và thông điệp về sự đảo ngược các giá trị khiến người ta lo ngại. Đa phần các khán giả đều nhận định lễ khai mạc chứa đầy các nghi lễ Satan. Quả thật vậy, lễ khai mạc Olympic ở Paris, Pháp chứa đầy các yếu tố nghi lễ của quỷ Satan. Nó quá táo bạo và không hề che đậy. Dưới ánh đèn ma mị, những biểu tượng ghê rợn liên tục xuất hiện như đầu lâu, họa tiết chết chóc, những trang phục kỳ dị, những kẻ biến thái nhảy múa xung quanh những đứa trẻ bị mắc kẹt trong đường hầm, hình ảnh tử thần cưỡi ngựa trắng xám, hình ảnh nhại lại bữa tối cuối cùng của Chúa Giê-xu được thực hiện bằng những người đồng tính. Một ngày sau khi một số nghi lễ ma quỷ được tổ chức, Paris đã trải qua tình trạng mất điện hàng loạt. Thế nhưng, một thứ vẫn còn sáng đèn, nhà thờ Sacré-Cœur. Điều này đã khiến nhiều người thực sự suy ngẫm, đặc biệt là trong bối cảnh Thế vận hội khai mạc với nội dung chống lại Cơ Đốc giáo. Lời xin lỗi khó được chấp nhận. Ban tổ chức Thế vận hội Paris đã xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi bức tranh gợi lên bức tranh bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci trong lễ khai mạc. Nhưng họ vẫn bảo vệ ý tưởng đằng sau màn trình diễn. Người phát ngôn của Paris 2024, Anne Descamps, nói rằng nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm, tất nhiên chúng tôi thực sự xin lỗi. Tài khoản mạng xã hội chính thức của Thế vận hội cũng bác bỏ lập luận về sự tương đồng này. Họ tuyên bố thực ra nhân vật người đàn ông nhuộm xanh cơ thể là một cách diễn giải về vị thần Dionysus, thần làm rượu của Hy Lạp. Giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc Thomas Shirley cũng cho biết, ý tưởng của tôi ở màn trình diễn này là tổ chức một bữa tiệc liên quan tới các vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus. Bất chấp các cách giải thích, hàng ngàn người xem vẫn có quyền đặt câu hỏi tại sao nước Pháp có rất nhiều câu chuyện đầy giá trị, cớ sao chỉ những câu chuyện này được chọn và có rất nhiều hình tượng để trình diễn. Vì sao lại chọn những hình ảnh làm người ta phải liên tưởng tới bức tranh nổi tiếng miêu tả lại cảnh Chúa Giê-xu đang dùng bữa tối cuối cùng với các tông đồ? Mặt khác, nếu ý tưởng là một buổi tiệc của các vị thần Hy Lạp thì tại sao không sử dụng hình tượng nhân vật trang nghiêm và thần thánh vốn là đặc tính sẵn có của các vị thần, mà lại sử dụng những người đồng tính với trang phục và đạo cụ dị hợm, đặc biệt là hình tượng thần mặt trời Apollo với bộ điều khiển DJ. Theo thần thoại Hy Lạp, Apollo không chỉ là thần mặt trời mà còn là thần âm nhạc với một cây đàn lyre trên tay. Như vậy, việc bộ điều khiển DJ xuất hiện phải chăng thể hiện một thông điệp thách thức? Các vị thần cũng phải cúi đầu trước xu thế của con người. Nhiều người cho rằng chủ đề này tôn vinh sự tự thể hiện và thách thức các chuẩn mực giới tính truyền thống. Tuy nhiên, theo một số người khác, hình ảnh lễ khai mạc đã đi chệch khỏi các giá trị truyền thống và phép lịch sự thường thấy ở các kỳ Thế vận hội. Nhà vô địch hạng nhẹ UFC Islam Makhachev đã viết: Thế vận hội Paris là nỗi xấu hổ và vết nhơ đen tối đối với phong trào Olympic. Ngôi sao quyền Anh Ryan Garcia thì lên tiếng kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Olympic vì sự thiếu tôn trọng đối với Chúa Giê-xu. Để bảo vệ mình, ban tổ chức Olympic Paris tuyên bố chương trình này chỉ nhằm mục đích hài hước và nhấn mạnh sự phi lý của bạo lực giữa con người. Tuy nhiên, luồng phản ứng dữ dội dư luận vẫn tiếp diễn, với một số nhà bình luận đã bày tỏ lo ngại về những mục đích sâu xa hơn và hàm ý rộng lớn hơn của việc chế giễu các truyền thống tôn giáo trong một diễn đàn quy mô như Thế vận hội. Sự phẫn nộ của người xem và nhận định của các chuyên gia hoàn toàn có lý do khi Thomas Shirley, đạo diễn của chương trình khai mạc, là một người đồng tính và xuất hiện trong một bộ dạng mà những người thờ phượng Chúa Giê-xu khó lòng kìm nổi sự phẫn nộ. Thế giới đang gặp nguy hiểm. Bằng cách nào một chương trình chứa đầy yếu tố nghi lễ của quỷ Satan và mang tính bán bổ các giá trị như vậy lại được chấp thuận đầu tư và cho lên sóng? Việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này sẽ cho chúng ta thấy thế giới đang gặp nguy hiểm như thế nào. Satan là tên gọi của con quỷ lâu đời nhất và xuất hiện ở nhiều quốc gia. Quỷ Satan còn có tên gọi khác là Lucifer trong tiếng Anh. Trong Thiên Chúa giáo, quỷ Satan ban đầu là một vị thần do Chúa Trời sáng tạo, nhưng sau đó bị đuổi khỏi thiên đàng do nổi loạn chống đối. Satan có tính cách xảo trá và tàn ác,
trở thành kẻ thống lĩnh các thiên thần sa ngã. Tên gọi Satan là một danh động từ có ý nghĩa là cản trở, đối kháng, đối nghịch. Xuyên suốt các nội dung trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đều được hiển thị theo cách này. Lady Gaga được chọn là nghệ sĩ biểu diễn mở màn. Cô chọn trình diễn Monstruct and Blues, một ca khúc nổi tiếng của nước Pháp, gắn liền với nữ nghệ sĩ được xem là tượng đài âm nhạc Pháp, Gigi Jomer. Một số khán giả thừa nhận họ không hiểu màn trình diễn của Lady Gaga, đặc biệt đây là tiết mục được chọn để mở màn cho sự kiện lớn như lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Lễ khai mạc còn chứng kiến sự trở lại bất ngờ của ca sĩ Celine Dion với bài hát gợi lại cảm xúc về một mối tình bi thảm có thật nổi tiếng nước Pháp. Vào đêm diễn ra lễ khai mạc Olympic Paris 2024, bầu trời giông bão kèm với mây mưa, ca sĩ Celine Dion biểu diễn ca khúc Le Hame Le Mo. Đoạn mở đầu ca khúc có nội dung Nếu bầu trời sụp xuống biển và những vì sao mờ dần xung quanh tôi. Dường như mọi thứ đang diễn ra không dành cho một lễ khai mạc mà dường như đang báo hiệu một sự kết thúc. Ai cũng biết Lady Gaga từng nhiều lần bị chỉ trích về việc thực hiện và tổ chức các nghi lễ của Sa Tăng giáo. Tờ Daily Mail có lần đăng tin về việc nhân viên tại khách sạn Intercontinental đã giật mình khi họ tới dọn phòng của Lady Gaga và phát hiện ra máu trong phòng tắm. Dư luận xôn xao rằng Lady Gaga đã tham gia vào một nghi thức của quỷ Sa Tăng. Cuối năm 2017, Lady Gaga đã lần đầu chia sẻ cởi mở về việc bản thân là thành viên của hội kính Illuminati. Lady Gaga mắc hội chứng đau cơ xơ hóa. Cô tin rằng căn bệnh lâu năm của mình là hậu quả của việc cho phép thế lực đen tối xâm nhập cơ thể khi cô bán linh hồn cho Illuminati, một tổ chức bí mật thờ quỷ Satan, lúc mới bước vào nghề. Ca sĩ Celine Dion cũng mắc phải một chứng bệnh tương tự. Hồi cuối năm 2022, ca sĩ này đã chính thức chia sẻ về hội chứng cứng người mà bà mắc phải. Bà nói mình mắc phải chứng bệnh hiếm gặp và phải trải qua những cơn đau nhức kéo dài. Hội chứng cứng người dần dần sẽ biến người mắc trở thành tượng sống vì cơ thể mất đi sự dẻo dai, linh hoạt. Tỷ lệ người mắc chứng bệnh này rất ít. Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc Olympic 2024, hệ thống đường sắt cao tốc Pháp bị hàng loạt cuộc phá hoại và khiến hơn 800.000 người bị ảnh hưởng. Công ty đường sắt quốc gia Pháp cho biết các nghi phạm đã dùng vật liệu nổ và chất cháy để đốt phá hàng loạt cụm thiết bị phát tín hiệu dọc mạng lưới đường sắt cao tốc TGV kết nối thủ đô Paris với nhiều thành phố lân cận. Mục sư Brandon Biggs, người từng nhận được nhiều sự chú ý vì mô tả chính xác hiện trường vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước lễ khai mạc, cũng đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố đang nhắm vào Thế vận hội Olympic Paris 2024. Ông nói trong chương trình, Chúa đã cho tôi thấy Thế vận hội trong biển lửa. Tôi không thể kể hết những gì Chúa cho phép tôi nhìn thấy, nhưng đối với những người sống ở Paris, tôi muốn đưa ra lời cảnh báo cho các bạn. Tôi cầu nguyện cho Thế vận hội. Tôi sẽ không đi sâu vào tất cả sự việc. Chúa đã nói với tôi việc này, vì đối với một người mà nói, điều đó là không cần thiết, nhưng nó cần thiết đối với mọi người ở Paris. Ông Brandon Biggs cảnh báo về việc sẽ xảy ra những đám cháy và những cuộc tấn công được thực hiện bởi những kẻ khủng bố. Ông nói, trước khi nhìn thấy lửa, tôi nhìn thấy các tòa nhà. Tôi thấy đám cháy trông giống như một vụ tấn công. Tôi nhìn thấy tháp Eiffel ở Paris và Tổng thống Pháp Macron. Tôi thấy khói bốc lên. Tôi cảm thấy như có liên quan đến những kẻ khủng bố. Tôi nhìn thấy một cuộc tấn công vào bể bơi và không có thiệt hại về nhân mạng. Tôi nói ra chỉ là vì để cầu nguyện. Tại buổi lễ Olympic, những kẻ khủng bố đã lên kế hoạch và cố gắng thực hiện điều này. Thay vì các thông điệp hòa bình và nhân văn, sự kiện Thế vận hội lần này lại bắt đầu với những thông điệp đen tối và chết chóc. Bất chấp lời giải thích từ đạo diễn chương trình, bất chấp lời xin lỗi từ ban tổ chức, có một sự thật không thể phủ nhận là những hình ảnh biến dị, mang tính bán bổ đã được trình diễn trong một sự kiện thể thao quy mô thế giới. Quả thật giống như cựu vận động viên Andrew Tate đã đề cập phía trên, có một lý do đen tối và đáng lo ngại đằng sau chương trình biểu diễn này. Đó là những người theo Satan đang kiểm soát phương Tây và họ muốn cho bạn thấy rằng họ đang tôn thờ quỷ dữ. Đây không phải là thuyết âm mưu, họ đang thực sự công khai nó. Vẫn là các bạn đã nhìn thấy.